Hà Nội cấm tuyệt đối 11 tuyến đường phục vụ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ 6 giờ đến 23 giờ ngày 25 tháng 7, từ 6 giờ đến 14 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7 và từ 14 giờ đến 18 giờ ngày 26 tháng 7, Công an Hà Nội cấm tuyệt đối các phương tiện lưu thông trên 11 tuyến đường tại Hà Nội. Sáng ngày 24 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết vừa có phương án phân luồng giao thông phục vụ lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cụ thể, trong các ngày 25 và ngày 26 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau: các tuyến đường cấm triệt để phương tiện từ 6 giờ đến 23 giờ ngày 25 tháng 7 và từ 6 giờ đến 14 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7, cấm các phương tiện trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ quốc tang lưu thông trên các tuyến đường Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hổ, đoạn từ Lò Đúc đến Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Công Trứ, đoạn từ Lò Đúc đến Trần Thánh Tông, IEC Xanh, Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Lê Quý Đôn, đoạn từ Nguyễn Cao đến IEC Xanh, Nguyễn Cao, đoạn từ Lê Quý Đôn đến Nguyễn Huy Tự, Hàng Chuối, đoạn từ Hàn Thuyên đến Nguyễn Công Trứ và đường Trần Khánh Dư, đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Lê Quý Đôn. Từ 14 giờ đến 18 giờ ngày 26 tháng 7, cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến Hồ Tùng Mậu, đoạn từ Lê Đức Thọ đến Nguyễn Cơ Thạch. Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện gồm từ 6 giờ đến 23 giờ ngày 25 tháng 7 và từ 6 giờ đến 14 giờ ngày 26 tháng 7. Tạm cấm các ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ quốc tang và hạn chế đối với ô tô cá nhân, xe máy hoạt động trên một số tuyến đường: Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ, đoạn từ Lò Đúc đến Phố Huế, Trần Khánh Dư, Đê Nguyễn Khoái, Đê 401, Ngô Thị Nhậm, Lê Thánh Tông. Từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ ngày 26 tháng 7, tạm cấm các ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ quốc tang, hạn chế đối với ô tô cá nhân, xe máy và cấm triệt để các phương tiện theo hiệu lệnh của lực lượng chức năng trên các tuyến đường Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, đoạn từ cửa Nam đến Trần Phú, Trần Phú Sơn Tây, đoạn từ Trần Phú đến Kim Mã, Kim Mã, Đào Tấn, đoạn từ Kim Mã đến Liễu Giai, Liễu Giai, đoạn từ Đào Tấn đến Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo, Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu, đoạn từ Trần Vĩ đến Nguyễn Cơ Thạch. Từ 15 giờ 30 phút đến 20 giờ ngày 26 tháng 7, hạn chế các ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ quốc tang hoạt động trên một số tuyến đường Hồ Tùng Mậu, đoạn từ Nguyễn Cơ Thạch đến Phạm Hùng, Xuân Thủy, Cầu Giấy, đoạn từ Trần Thái Tông đến Trần Đăng Ninh, Trần Đăng Ninh, đoạn từ Cầu Giấy đến Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Khánh Toàn, Đào Tấn, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, đoạn từ Nguyễn Thái Học đến Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Thượng Hiền, Yết Kiêu, đoạn từ Nguyễn Thượng Hiền đến Thiền Quang, Thiền Quang. Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm, hạn chế như sau: các phương tiện từ các tỉnh phía Đông, Đông Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương. Đi các tỉnh phía Nam, đi cầu Thanh Trì, Pháp Vân, đi các tỉnh phía Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam. Và ngược lại, các phương tiện từ các tỉnh phía Đông, Đông Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương. Đi các tỉnh phía Bắc, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên. Đi quốc lộ 5, cầu Thanh Trì, cầu Phú Đồng, quốc lộ 3 để đi các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Các phương tiện từ các tỉnh phía Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam. Đi các tỉnh phía Bắc, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên. Đi theo tuyến Pháp Vân, Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, Phùng Hưng, Sa La, Văn Phú, Lê Trọng Tấn, tỉnh lộ 70, Nhổn, quốc lộ 32, cầu Vĩnh Thịnh hoặc cầu Trung Hà, đi các tỉnh phía Bắc, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên. Và ngược lại, từ 14 giờ đến 20 giờ ngày 26 tháng 7, các phương tiện từ các tỉnh phía Tây về trung tâm thành phố theo quốc lộ 32 đi tỉnh lộ 70 hoặc đại lộ Thăng Long, Trần Duy Hưng vào trung tâm thành phố. Các phương tiện từ trung tâm thành phố đi các tỉnh phía Tây đến Xuân Thủy đi Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Trần Hữu Dực, Trịnh Văn Bô, tỉnh lộ 70, quốc lộ 32 hoặc từ Phạm Hùng, đại lộ Thăng Long, quốc lộ 21A đi các tỉnh phía Tây. Yêu cầu các đối tượng tham gia giao thông điều chỉnh lộ trình, hạn chế đi lên đường vành đai 3, đoạn qua nút giao Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, đường Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Khánh Toàn vào trung tâm thành phố. Đối với các tuyến đường và phương tiện khác, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội yêu cầu chấp hành theo quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội để phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ lễ quốc tang. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội yêu cầu tất cả các đối tượng tham gia giao thông phải tự giác,
nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ. Khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ phải khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.